Xin chào các bạn, hôm nay thì các bạn thấy mình lịch sự không? Mặc dù trời mùa hè nên mình phải bật điều hòa để ăn mặc trông nó lịch sự một chút để nó phù hợp với cái chủ đề ngày hôm nay. Đó là 5 mùi hương sử dụng vào những cái dịp như là đi sự kiện, đi đến những cái buổi tiệc khác nhau. Và nếu như bạn có nhiều hơn một bộ âu phục và các bạn đã không biết là mua nước hoa làm sao để phù hợp với những món đồ đó thì đây sẽ là video dành cho các bạn. Rất cảm ơn Alan đã tài trợ cho mình một vài chai nước hoa ở đây để có thể làm tốt được video lần này. Và nếu như bạn nào đang tìm hiểu với một nơi mua nước hoa chính hãng thì có thể tham khảo cái đường link ở phía dưới phần mô tả của video nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Nếu một lần bạn được mời tới những cái bữa tiệc ở ngoài sân vườn, ở một cái khu resort, gia chủ cũng là một người rất khéo léo, cái tổ chức nó vào tầm 4:30-5 giờ chiều, vào những ngày trời thu khá là mát mẻ, chỉ còn một chút nắng ấm. Bạn thì đang loay hoay tìm cho mình một cái mùi hương để phù hợp với cái phong cách nam tính cũng như là mái tóc dài bồng bềnh lãng tử của bạn, để tránh bị hiểu nhầm rằng mình không cắt tóc do dịch Covid, mà thực chất đó là gu, là phong cách của bạn. Thì mùi hương mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là Terre d'Hermès, một cái mùi hương nam tính phong trần lãng tử. Và chắc chắn rồi, nói đến mùa thu thì đây là mùi hương mà các bạn phải sở hữu. Mở đầu với cái nét the của bưởi kết hợp cùng với tiêu hồng khá nồng nàn thì Terre d'Hermès nó sẽ mang tới một cái hình ảnh khá là chỉn chu nếu như bạn mặc những chiếc quần Âu với những chiếc sơ mi kẻ sáng màu, hay đơn giản là những chiếc áo vest như thế này nhưng mà không có đệm vai, để bạn có thể thoải mái nhất, tránh bị quá là lịch sự ở trong buổi tiệc. Và mùi hương của cỏ vetiver ở sau sẽ mang tới một cái sự nam tính, có một chút gì đó khá là phong trần để mái tóc của bạn có thể bồng bềnh, và đặc biệt bạn sẽ nổi bật ở trong buổi tiệc ngày hôm đó. Terre d'Hermès thì tỏa hương không quá là tốt như là Dior Sauvage hay là Bleu de Chanel, nhưng mùi hương này sẽ mỗi khi bạn di chuyển qua một ai đó, người ta sẽ biết được sự có mặt của bạn, và như thế là đủ. Hãy nhớ là cầm thêm một ly champagne và các bạn chỉ cần đứng một chỗ, mình đảm bảo sẽ có người để bắt chuyện với bạn, và biết đâu bạn lại tìm được đối tượng của bạn trong ngày hôm đó thì sao? Trường hợp tiếp theo đó là nếu như bạn được mời tới những cái bữa tiệc ở trong nhà hay là những cái bắp rượu mang tính chất private để tổ chức sinh nhật cho con bạn thân. Và tất nhiên rồi, cô ta thì có rất nhiều chị em xinh đẹp, cô ta cũng không quên cái nhiệm vụ đó chính là đã nháy trước với bạn rằng là bạn sẽ tìm được một vài đối tượng ở đây. Việc của bạn rất đơn giản, đó chỉ là lên đồ và đẹp trai nhất, thơm tho nhất có thể. Thì với một thằng đàn ông chúng ta, mình sẽ giới thiệu cho bạn Carolina Herrera Bad Boy. Với một cái mở đầu khá là giống với những chai nước hoa phổ thông quốc dân ở trên thị trường như là Bleu de Chanel hay là Dior Sauvage, bạn sẽ xuất hiện với một cái hình ảnh khá là lịch lãm. Bạn có thể mặc những chiếc quần Âu đen hay là những chiếc sơ mi nó hơi bóng bẩy một chút, hoặc là có thể đóng cả bộ đen xì trông cho nó cuốn hút, hấp dẫn, gây trí tò mò cho các cô gái. Và việc của con bạn thân lúc này đó là giới thiệu bạn với mọi người xung quanh. Đừng ngại ngần mà cởi mở mà hòa đồng để xác định rõ cho mình được đối tượng mà mình muốn tiếp cận. Và khi mùi hương có độ biến chuyển thì đó cũng là lúc mà nó mang tới cho bạn một cái mùi hương vừa mềm mại vừa ấm áp từ cacao và đậu tonka. Lúc này thì có một chút nhạc và bạn đừng ngần ngại quẩy thật nhiệt tình sung để nhiệt độ cơ thể tăng. Bạn vừa thu hút và khi đó mùi hương nó sẽ tỏa và khiến cho rằng đối tượng mà bạn tiếp cận sẽ ngửi được mùi hương này. Cô ta sẽ thấy rằng là bạn thật hấp dẫn, bạn thật thú vị và muốn gần gũi với bạn hơn. Nếu như đang nóng bộ thì đừng ngần ngại cởi chiếc áo vest ra, phanh một chút cúc ngực. Mình nghĩ rằng là tới cái thời điểm mà đã uống rượu ngà rồi thì nam hay nữ lộ một chút xác thịt thì nó sẽ rất kích thích đối với người đối diện đấy. Và lúc này thì bạn đã hoàn toàn đạt được cái vế đầu tiên của Carolina Herrera Bad Boy, đó chính là Boy, một chàng trai rất chơi. Còn sáng ngày hôm sau, việc bạn liên hệ với cô ta hay không thì nó sẽ quyết định chữ good hay là chữ bad. Còn mình có một lời khuyên đó là nếu như bạn định thành bad boy trong này thì việc của bạn đó là đừng lựa chọn những cô nàng quá thân với con bạn thân của bạn. Để làm gì á? Để tránh bị bóc phốt, tiệc tùng chán rồi. Bây giờ chúng ta về với hiện tại một chút, đó là chúng ta dành 5/7 ngày, nhiều người thì 6/7 ngày để đi làm. Và bạn là một người có khuôn mặt, bạn làm ở môi trường văn phòng, bạn đẹp trai, bạn được lòng sếp, và quan trọng là bạn được việc. Tin nhắn từ sếp đến: tối nay đi tiếp khách cùng với anh nhá, ăn mặc làm sao cho hợp lý là được. bạn đã lựa chọn cho mình được một bộ cánh rất phù hợp, đó là những cái bộ suit tối màu để ký kết hợp đồng, hay là những cái bộ suit nó có cái xu hướng hơi trưởng thành một chút để không quá nổi bật giữa đám đông, không quá làm lu mờ sếp, thì lựa chọn mùi hương nào? Dolce & Gabbana Intenso. Đây là một chai nước hoa sẽ làm tốt được, hoàn thiện nốt bộ outfit của bạn. Với một chút thảo mộc mở đầu, bạn sẽ thấy rằng là sau khi xịt mùi hương này bạn trở nên nền nã hơn và trưởng thành hơn, ra đi tận mấy tuổi liền. Đó là điều mà bạn hướng tới. Chắc chắn bạn sẽ không muốn bị chê rằng là mặt thằng này non quá, thằng này nhìn trông trẻ con quá, đúng không? Và thuốc lá xạ hương cùng với hổ phách và cái hướng làm mùi tối sẽ làm Dolce & Gabbana Intenso trở nên ấm áp, cùng với độ bám tỏa khá là vừa phải. Bạn sẽ không làm lu mờ bất cứ ai cả, kể cả ông sếp khó tính của bạn hay là những người đối diện. Sạch sẽ, chỉn chu, chững chạc là những thứ bạn nhận được khi bạn xịt cái mùi hương của Dolce & Gabbana Intenso này. Đàn ông khi mà tập trung vào một công việc gì đó thì họ luôn luôn có một cái sức hút rất lớn với những người phụ nữ tinh tế, thông minh, đặc biệt. Và nếu như bạn có gặp được con gái của một sếp nào đó ở đây mà đang tổ chức một sự kiện gọi là khởi nghiệp, thì bạn mới có thể tham gia và thậm chí có thể đi sâu vào vòng song với một cái outfit và một cái mùi hương như thế này. Và tối hôm đó về nhà, bạn được sếp khen rằng nhờ có bạn mà sếp ký được hợp đồng, hay là bạn đã khởi nghiệp được thành công và muốn cảm ơn mình, thì các bạn có thể donate cho mình theo đường link ở phía dưới phần mô tả nha. Đại Hạ xin chân thành cảm ơn. Sắp tới Giáng sinh rồi đúng không? Cô người yêu của bạn lại còn theo đạo, và bạn nhận được một cái lời mời đó là ăn tối cùng với gia đình cô ta vào đúng đêm Giáng sinh. Điều này thì có vẻ hơi hiếm thấy, nhưng mà mình rất là thích nếu như có được tham dự một cái buổi ăn tối, những cái buổi tiệc nhỏ có cái xu hướng kiểu hướng nội như vậy. Và trời đang rất là rét. À, trời Hà Nội chứ. Nếu mà Sài Gòn thì kể cả có Giáng sinh thì trời cũng không rét được. Xin lỗi các bạn ở Sài Gòn nha. Và bạn không quên việc là mặc những chiếc măng tô dài. Ôi, mình chỉ mong rằng là trời có tuyết để có thể mặc những chiếc măng tô dài. Trước khi đi thì bạn đã không quên rằng đóng 40 năm sót của Mazel Manzera Replica By the Fireplace. Combo xoa tan cái lạnh mùa đông gồm đinh hương, tiêu và mùi hương này. Nó tạo một cái hiệu ứng hơi khói một chút, hơi kiểu smoky một chút, thì bạn sẽ nhanh chóng được gia đình, nhà người yêu đón chào. Và khi dry down, mùi thơm đặc trưng được hạt rẻ kết hợp cùng với cái vị ngọt ngào của vani, với một tông mùi nồng ấm và rất là gần gũi, thân thiện, thì bạn đã nhanh chóng hòa đồng trở thành một phần của bữa tiệc. Mùi hương của By the Fireplace tỏa cũng không quá nồng nàn, át đi mùi đồ ăn hay là át đi cái không khí ấm áp của đêm Giáng sinh. Thì mình chắc chắn một điều rằng là nếu như bạn được người yêu khen hết lời sau tối hôm đó, hay là được mời tới tham dự nhiều bữa tiệc của gia đình người ta hơn, hay đơn giản là bạn được cô ta khen là bạn là một người tinh tế, thì cũng đừng có gì lạ lẫm. Khi các bạn chọn được một cái mùi hương phù hợp thì bạn sẽ hưởng được những thứ nó phù hợp với cái điều đó. Và chắc chắn những cái buổi tiệc Giáng sinh hay là những cái ngày lễ Tết mà xịt Mazel Manzera Replica thì bạn đã ghi được một số điểm rất lớn đối với những người xung quanh. Cho anh em thêm một cái mẹo nữa, nếu như được người yêu mời đến nhà vào dịp Giáng sinh thì đừng quên việc mua một cái món quà nho nhỏ để có thể chung vui cùng với gia đình cô ta nha. Có những mùi hương tuy rất ít dùng nhưng bạn vẫn sở hữu, có những bộ đồ như là tuxedo rất ít dịp để mặc nhưng bạn vẫn sở hữu ở trong tủ. Sang trọng, quý ông và trường tồn với thời gian là những gì mà bộ tuxedo hướng tới. Thì mùi hương nào phù hợp với thời điểm đó? Đó chính là combo thuốc lá vani cùng với rượu đến từ Roja Enigma. Mình sẽ lựa chọn để diện lên mình những cái bộ cánh, những cái bộ tuxedo rất sang trọng, rất lịch lãm, rất quý ông. Nếu như anh em mặc những bộ tuxedo soi gương và cảm thấy rằng là mình đang quá già, mình đang quá là lịch lãm và cảm thấy rằng mình không phù hợp với điều đó, thì hãy cứ xịt Roja Enigma đi. Mới một cái mở đầu đó là vị của coca. Vâng, chính xác là coca. Bạn sẽ thấy rằng là như một quý ông đang uống coca vậy. Nhưng mà không, quý ông ai đã uống coca bao giờ đúng không? Coca này chỉ để uống để trị những thằng nào mà đến say, kiểu say không đồng, đến sau mà kiểu say không đồng đều, hay là bạn đang muốn trốn một cái dịp nào đó để thật là tỉnh táo để về với vợ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Còn đây là coca ở trong nước hoa. Coca ở mùi hương nó sẽ kéo lại sự trẻ trung của bạn để bạn đỡ bị quá là cứng nhắc trong bộ tuxedo đó. Với một cái combo khi mà dry down, đó là mùi của thuốc lá rất đặc trưng quyện với vani, mang tới một cái mùi hương rất là hút mũi, rất là đặc biệt, gần như là bạn sẽ không đụng hàng với bất cứ ai xung quanh mà bạn vẫn rất là trẻ trung, bạn vẫn rất là lịch lãm. Em này nó có độ bám tỏa vô cùng khủng khiếp. Bạn có thể tự tin đứng lên, cầm một chiếc thìa, gõ vào chiếc ly mà bạn đang cầm và có thể phát biểu rằng đây là một ngày đặc biệt của tôi, và nói ra những cái lời mà bạn đã ghi chép ở trong giấy, đã học thuộc suốt từ tối qua. Với mùi hương này, bạn có thể tăng gấp 1000 lần độ tự tin. Đừng quên mỉm cười sau khi phát biểu xong và nhận được những tràng pháo tay nha. Không gian sang trọng, bộ cánh rất lộng lẫy và đó là một ngày đặc biệt của bạn, thì Roja Enigma sẽ hoàn thiện nốt bức tranh đó. Và bức tranh đó là một bức tranh để đời mãi mãi luôn. Và vừa rồi đó là 5 sự gợi ý cũng như là lời văn rất là bay bướm mình đã viết trong một cái buổi sáng ngày Chủ nhật rất là yêu đời. Nếu như anh em thích cái kiểu review như thế này kết hợp cùng với vài sự chia sẻ về cách ăn mặc cũng như là những cái tip nhỏ ở trong này, thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất của mình nhá. Còn muốn mình làm nội dung gì thì hãy bình luận bên dưới. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.